Áo lính Tây Nguyên. Xin chào các bác. Tình hình là năm cũ là cũng sắp hết rồi, còn một thời gian rất là ngắn nữa thôi là đã sang năm mới rồi. Nên ở cái giai đoạn này thì hầu như ai cũng rất là vội vàng, vội vã, không còn thời gian để mà ngồi nhâm nhi nữa rồi. Cuối năm rồi, ai cũng vội vàng hết để gấp rút nghỉ ngơi, ăn Tết. Nên là em sẽ quay video với cái tốc độ cao. Đấy, mong các bác là theo dõi cho nó kỹ một chút nhá. Nên em sẽ quay nhanh gọn để cho các bác tranh thủ còn đi làm. Đấy. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một con áo khoác của lính Mỹ. Hàng cấp phát cho lính Mỹ. Năm 1980. Đây là một con áo có cái size là size small regular. Phù hợp với các bác nào có chiều cao trung bình khoảng là từ 1m68 đổ lên. 1m68, 1m73. Và có cái trạng cân là từ 63 cân đổ lên. 63 đến 72 cân. Trở về lòng vòng ở đấy là các bác mặc rất đẹp rồi. Giờ em xin đọc lại cái trạng size và trạng cân lần nữa nhá. Em cũng đã tính toán hết rồi. Để làm sao cho các bác mặc mà thấy khá đẹp nhất có thể. Size small regular phù hợp với các bác nào cao 1m68 đổ lên. Đấy, các bác nhớ rõ giúp em nhá. Cao 1m68 đổ lên, 1m68, 1m73. Và nặng trung bình từ 62 đến 72 cân. Đấy, cái cho ở phạm vi đấy đi. 72, 73 cân quay về và 62, 63 cân đổ lên là mặc được rồi. Tổng thể chiếc áo này hiện trạng của nó về vấn đề thẩm mỹ là đạt vào khoảng tầm 80 đến 85%. Mình chỉ có chấm bằng mắt thường thôi các bác nhé. Không thể nào mà chấm chính xác 100% là được. Em cho dao động thôi là 80-85%. Và cũng không có bị dính dơ. Không bị dính dơ bẩn cái gì phía trước này. Phía trước cũng như là phía sau. Không bị dính dơ gì cả. Một con áo bề ngoài rất là hoàn thiện. Độ mới là chỉ có khoảng tầm 80-85% thôi. Còn phía bên trong nó ấy, thì bị có một cái lỗi... có một cái lỗi bị rách lót. Chốc nữa em sẽ quay vào sau, em nói trước cho các bác đỡ bỡ ngỡ. Rồi bây giờ em xin đi mời các bác đi vào xem qua một con áo nhá. Thì con này là dòng áo nó cũng là cái thớ to, thớ lộ này. Còn phía bên đây thì nó cũng có dính phần một ít bụi bẩn vớ vẩn nhẹ nhẹ thôi. Đấy, còn về cái chất liệu vải của con này là dòng thớ lộ và là dòng sợi to và khô. Đấy, dòng phải khô sần và đanh cứng. Còn đây là phía trên đây. Đấy, các bác cứ xem tổng quát qua một lần đây này, cái thớ vải áo đây này. Đấy, nó là cái dòng thớ sợi to này. Nó là con này là vải cộm. Đấy, con này là dòng vải cộm này, cũng có dòng thì dòng vải mịn. Em sẽ quay nhanh hơn chút nữa để cho các bác tranh thủ còn đi làm. Còn đây là cái cánh tay ở phía bên kia thì hầu như là cũng ổn định thôi các bác nhé. Về độ mới của con này thì nó cũng không cao lắm, chỉ có 80 thôi, 80 trên 80, 80, 85 ở dao động ở cái khoảng đấy thôi. Còn đây là cầu vai này. Con này nó dùng ổ khóa của nó là General trước sau này. Lưng và cũng rất là sạch sẽ các bác nhá. Lưng rất là sạch sẽ. Dòng khóa của nó là khóa General. Đấy. Đây là đế khóa của nó các bác nhá. Có một cái chữ G, nó có một cái chữ G ở đế khóa đây. Đấy. Còn nó là cái chân bố của nó là chân bố dù. Chân bố dù đây. Đấy, đây là dòng chân bố dù thì cũng rất là tinh tươm và cũng rất là cẩn thận chứ cũng không có hư hỏng gì nghiêm trọng cả. Con áo này thì cũng dùng rất là khá tốt. Về độ mới thì nó tương đối là không cao. Nhưng mà về độ bền
Độ bền thì các bác cứ yên tâm đi, nó là một con áo khoác của hàng cấp phát quân đội của Mỹ, thì để mà cho các bác sử dụng với cái cường độ trung bình như là khoác đi làm, đấy, khoác đi làm hay khoác ấm mùa đông, thì các bác có mà mặc 7 từ 7 đến 10 năm sau vẫn không xi nhê gì chiếc áo này đâu các bác nhé, không không hạ gục được nó đâu, bền lắm. Còn đây cái chiếc tem của nó thì cũng có mờ theo thời gian rồi, và còn có chữ là Smore Regular đây, và con này sản xuất năm 80 các bác nhé, năm 80 vẫn còn chữ mờ mờ. Và ở dưới đây là của nhà thầu Socel này, đấy Socel. Rồi đấy, em cũng quay rất là cẩn thận cho các bác rồi nhá. Đấy, đây là dòng chất vải khô nhá, nó là dòng khô thớ lộ và vải nó là dòng vải sần đấy, nó cộm áo. Còn lót lung thì các bác có thể xem thì nó cũng rất là sạch sẽ thôi, dây rút trên này, dây rút dưới hầu như là đủ. Còn nó cái dòng dòng cúc bấm đồng của nó là D, O này, T đấy. Còn cái vấn đề mà em cần phải báo với các bác ấy là bên đây, bên đây ví dụ như ở phía bên kia thì nó sẽ có một cái sợi dây rút đúng không? Đấy, dây rút nó sẽ thông qua một cái lỗ thép đấy. Thì bên đây thì cái người chủ trước đây họ dùng ấy thì họ cột dây ấy, họ cột dây chặt, cột dây quá chặt đến khi họ giật ra thì nó vướng cái nút này thì nó giật ngược cái áo lại, làm cho cái lót này này nó bị rách mất 4 phân, là 2 phân trên 2 phân dưới là có gửi gắm cho thợ họ họ xử lý rất là chặt chẽ lại cho các bác rồi. Bác về dùng thì không sợ bị bung ra bung vào. Nó là cái vấn đề ở phía bên trong lót thôi. Còn phía bên ngoài thì tổng thể thì còn rất là tốt. Rất tốt, và con áo này nó cứng, nó là dòng thớ lộ nên là nó có vải cộm. Con này là dòng vải bạt cứng, rất là cộm cứng. Đấy, vừa cộm vừa cứng. Là thớ lưng của nó là cái dòng thớ ngang đấy. Con này thì chỉ để dùng cho các bác mặc ấm thôi các bác nhá, mặc ấm với cả đi làm thôi, nó chỉ là tương đối thôi, và dành cho các bác bình dân, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, những các bác nào ở vùng sâu, vùng xa và vùng cao, những cái nơi hẻo lánh và vấn đề mà muốn sử dụng một chiếc áo khoác của lính Mỹ nhưng mà điều kiện là chưa cho phép đấy, điều kiện còn chưa cho phép để sắm những con áo mới, thì đây cũng là những cái lựa chọn rất là đúng đắn cho các bác luôn. Đấy là vừa phải bình dân mà là chuẩn một con áo của quân đội Mỹ, thì các bác cứ yên tâm mà sử dụng, rồi mặc ấm để đi công việc đơn giản thôi. Tuy nó không thể nào mà so với những cái dòng áo mới hơn nữa, thì giá thành nó còn cao hơn nữa. Thì đối với những chiếc như thế này thì cỡ đủ, rất là đủ cho các bác mặc vượt qua một cái mùa đông giá rét là vô tư luôn. Rất ấm và độ bền cao. Nếu các bác cũng sử dụng mà biết sử dụng, giữ gìn cẩn thận thì chiếc này để mà hỏng được nó thì cũng phải mất cả chục năm nữa. Đấy. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi các cái video khác. Bác nào mặc vừa thì hãy gọi điện thoại cho em số 0937 741 741. Và các bác tìm kiếm em ở trên kênh TV, TV cũng như là điện thoại. Các bác cứ gõ kênh là Áo Lính Tây Nguyên, bấm vào chỗ tìm kiếm, bấm Áo Lính Tây Nguyên. Sau khi vào đến được Áo Lính Tây Nguyên rồi sẽ có một cái logo hình ngôi sao màu xanh. Các bác cứ bấm thẳng vào cái ngôi sao màu xanh đấy. Là bên trong nó có cái mục video. Đấy là em hướng dẫn thêm cho một số các bác là không biết ngõ vào. Đấy, thì cứ bảo là có một hai cái video ít quá, không xem nó không bỏ thì do các bác không biết đường vào. Đấy, các bác cứ bấm tìm kiếm, các bác gõ Áo Lính Tây Nguyên, vào được bên trong là có một cái ngôi sao,
màu xanh lá cây, các bác bấm thẳng vào đấy. Khi vào đấy rồi thì bên trong có cái mục gọi là video, thì các bác bấm vào video thì rất nhiều video cho các bác xem. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Xin chào các bác.